Dạ 70.000. Rồi, đây xem nào. Đây 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 đây. Quá sẽ nhanh đi ta. Nhanh cơ. Ơ vậy. Còn nó lớn trên xe tải hình vậy. Đúng rồi, phải, hai nhiều phải. Bắt phải.
chỗ đây là địa danh gì? Đây, cái này là đã thuộc Tu Bông. Tu Bông. Tu Bông. Tu Bông đâu tới chứ. Tu Bông còn trẻ. Phải. Cái đây là thuộc địa phận Tu Bông rồi nè. Đây là nó mình đã qua khỏi điều kẻ rồi. Bên kia Đại Lãnh chứ. À, thuộc Đại Lãnh. Đại Lãnh. Thuộc xã Đại Lãnh đó. Đại Lãnh. À, cái... chưa tới Cổ Mã mà. Mình đã hết địa phận tỉnh Phú Yên rồi. Anh không nghe kìa. Anh thì mình ra đây qua đây mình trở đầu lại cho mình qua trạm chi nữa. Không có chỗ nào trở. À, qua một cái hầm nữa. Là hầm đó là thu tiền chung với hầm đây rồi đã 70 ngàn rồi. Qua một cái hầm nữa. Dạ. Nó hai hầm nữa. Hai hầm. Là 50 thu chung là 70 á. Vậy mới đi cái 50 à. Nhưng mà qua hầm chứ mình chụp hình luôn đẹp chứ. À đúng rồi. Dạ. Dạ muốn chụp hết cái đầu bên đây hay đầu bên kia? Đầu nào chụp hết đi. Không, chụp một đầu thôi, chứ hai đầu. Nó vô thì có ra. Thôi bây giờ mình chụp cái đầu vô đã. Có ra chứ chụp đầu kia. Bỏ đầu ra chụp chí, chụp đầu. Mình đã qua hết giờ mẹ rồi. Dạ, hết rồi. Đây là hầm đều Cổ Mã. Cổ Mã. Bây giờ nghe, mình chụp tiên vào đây đây. Nó đâu cho dừng, nó chỗ đây đâu cho dừng. Đó, dừng là chỗ đồng đồng kia được. Mé vô chứ. Mấy vô mình chụp vào đầu, ra kia hết cái đầu thì kia chụp đầu nó xong. Giờ bắt đầu vô Cổ Mã là mình chụp nè. Mình ra khỏi cái đầu đường kẻ trên mình chụp nó xong, hài lòng hơn. Trời đất sẽ dừng ngay ngoài đầu hồi hôm đó sẽ dừng trước đây. Nó có bạn nó sẽ dừng. Hầm Cổ Mã mà tưởng hầm có ma. Không, xét vô mình chụp hình chứ. Hỏi bảo vệ thử hay cho gì cũng chứ. Cái mới đó nè. Không có, à vô đây, vô đây. Có cái lệnh xe đậu nè. À. Có lệnh xe đậu nè. Rồi, đó, chụp hình kỷ niệm. Rồi ra cái đầu cuối cùng chụp ra đi xong. Rồi, kỷ niệm. Hình như nó có dấu hiệu đuổi hay sao á? À, có dấu hiệu đuổi hết, tôi đợi. Chờ đâu, xe không? Không được lắm cho. Lên! Sợ không phải, nó cho người xuống, nó sợ an ninh á. Làm như khu quân sự rồi. Khu quân sự rồi. Qua đây được nhưng mà đi luôn, có hôm nay đi luôn tham quan luôn nha. Lấy cái tiền lắm rồi. À, rồi. Đi qua để đóng tiền hả? Tham quan cái hầm đây là hầm là đèo Cổ Mã. Thì nếu mà đi qua đây mình đóng tiền nữa là mình phải đặt cho bà. Đặt cho bà. Đầu đây mình chụp hình được đây, đầu đây chụp được đây, vâng. Không có ổn gì. Rồi dừng lại nằm mới đuổi nữa. Không có gì không? Hả? Không có bao giờ mà. Không có vợ bạn. Không nghe bên kia có, bên kia có. Có. Không đâu bên đây đâu xa đâu. Bên đây nó đâu. Ôi, cảnh sát giao thông kia thành thần. Chắc nó không cho đâu. Sát kia ra nó.
chắc nó không cho đâu. Thấy cảnh sát cũng sợ, thấy cảnh sát tụt cái áp hơn. Đâu bây giờ là để hết thăm hả thầy? Bây giờ sao đây? Giờ quay đầu lại. Quay đầu lại hả? Quay đầu lại. Cuối cùng quay về nó mua. Mình tới giờ hồi nãy cái đoạn đó mình quay không được á. Dạ, đây có đường quay đang qua. Dạ, có đường quay. Bắt đầu rồi. Không biết nó sợ tới nó quay đi nó có không nhắn gì Phú Yên là mình mới quay được chứ. À, chứ tưởng nó tới đây nó quay có trạm thu phí nữa chết giấc. Anh nói được kết thúc gì đều cả kết thúc mà. Kết thúc đều cả. À, vậy mình phải ra khỏi trạm mới quay được. Đúng rồi. Rồi mình còn phải đóng phí lần nữa. À, đứng đây chụp hình được nè. Hả? Đâu có được, mình ra không thấy gì rồi chụp. Ngày nay nó đã cấm chụp hình rồi, giờ có đi bộ lại nó cũng cấm à. À, đi bộ nó cũng cấm à. Đây nè, bây giờ mình quay lại nè. Đánh đâu cho khỏi. Tại cái mắt kính hồi nãy mình vô là bên phải, còn mắt kính bên trái là mình về, mà đi đây đâu có mắt kính đâu. Đi dự án đều cả mình đâu có. Đi qua lại con phòng phải quanh chỗ nãy chỗ quanh quanh cái này.